Thưa quý vị, trong cuộc sống mưu sinh đầy lo toan vất vả, một ổ bánh mì hay một ly trà đá lại chứa đựng nghĩa tình từ sự cho đi nhận lại. Trong nỗi chật vật đi tìm miếng cơm manh áo hàng ngày, xuất phát từ sự đồng cảm và thấu hiểu về hoàn cảnh khó khăn của những người lao động, người có thu nhập thấp, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã xây dựng và duy trì mô hình điểm tâm sáng không đồng để hỗ trợ và giúp đỡ hàng ngàn người. Đối với những người có hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống, những suất ăn sáng không đồng như thế chính là những món quà chất chứa nghĩa tình, sự sẻ chia và đùm bọc của những tấm lòng. Học tập và làm theo Bác Hồ Bác Tôn và chăm lo đời sống nhân dân. Trong hơn 3 tháng qua, cứ khoảng 6 giờ 30 sáng thứ tư và thứ năm hàng tuần, mô hình điểm tâm yêu thương không đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mỹ Quý phối hợp cùng Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai thực hiện, trở thành địa chỉ nhân đạo và lan tỏa yêu thương, những tấm lòng nhân ái. Tuy những suất ăn sáng này đều được trao tặng với giá không đồng, nhưng tất cả đều được các thành viên phường, khóm và mạnh thường quân chọn lựa kỹ lưỡng, từng khâu, từ nguyên liệu đến khâu chế biến đều đảm bảo vệ sinh trước khi đến tay người nhận, để những người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có được một bữa điểm tâm sáng ngon, san sẻ bớt cùng họ gánh nặng mưu sinh. Em mới ngỏ lời cùng Mạnh Thường Quân đồng cảm với em, rồi mới liên kết với Mặt trận phường Mỹ Quý, thì được ban lãnh đạo phường đồng ý chấp thuận để mà chung tay với Mạnh Thường Quân bên em để mà mở cái mô hình bánh mì không đồng để mang điểm tâm yêu thương tới cho bà con. Khi mà cô chú lại nhận bánh mì á thì hoan hỷ, ai cũng vui vẻ, ai cũng hạnh phúc khi nhận bánh mì. Nếu mà Mạnh Thường Quân em có khả năng, tụi em sẽ cố gắng duy trì mãi mãi tủ bánh mì này, mà nếu được thì có thể sẽ phát triển hơn. Cũng với mong muốn giúp người nghèo có được buổi sáng no dạ để sinh hoạt và lao động, từ một ý tưởng, mô hình tủ bánh mì không đồng của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân phường Mỹ Thạnh cùng nhau triển khai thực hiện vào sáng thứ tư hàng tuần đã nhanh chóng lan tỏa và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng. Vì thế, tuy chỉ mới vừa triển khai thực hiện được vài tháng, nhưng nhiều người nhận thấy ý nghĩa từ việc làm của địa phương nên đã tiếp sức. Người gửi tặng bánh mì, người gửi chả, rau, dưa leo, người góp tiền để tiếp tục duy trì mô hình. Không chỉ tiếp sức cho những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, vượt qua khó khăn, mô hình tủ bánh mì không đồng còn giúp cho đoàn viên thanh niên phường Mỹ Thạnh phát huy vai trò xung kích tình nguyện, góp sức trẻ, xây dựng cộng đồng nhân ái. Địa phương tổ chức thực hiện cái mô hình tủ bánh mì không đồng này á, thì triển khai thực hiện vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần. Thì địa điểm là tại Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Thạnh, về các đối tượng là những người lao động nghèo, người khó khăn trên địa bàn. Và mỗi lần như vậy thì là tầm 150 đến 200 mẫu bánh mì. Với mục đích thành lập là để chăm lo an sinh xã hội cho người dân, thì bên cạnh đó là cũng muốn san sẻ một phần khó khăn, cũng như là tạo thêm động lực để cho người dân an tâm lao động để chăm lo cuộc sống. Có lẽ đối với những người bình thường, một ổ bánh mì quả thật không đáng là bao, nhưng với rất nhiều người còn đang phải chật vật kiếm sống cũng làm họ ấm lòng. Vì thế, khi nhận được ổ bánh mì trên tay, ai cũng thấy vui và ấm lòng. Thứ tư hàng tuần, trước cửa ủy ban có duy trì bánh mì không đồng cho những người nghèo và những người lao động, mong muốn cho trước cửa ủy ban tiếp tục duy trì. Những suất ăn nghĩa tình trao tay cùng với những lời chúc tốt lành đã khơi dậy nhiều năng lượng tích cực cho một ngày mới tràn đầy yêu thương. Những ánh mắt thân ái, nụ cười của người cho lẫn người nhận đã lan tỏa nhiều giá trị nhân văn sâu sắc để gắn kết và sẻ chia yêu thương. Hy vọng mô hình điểm tâm sáng không đồng này tiếp tục được nhân rộng ở nhiều địa phương nhằm giúp thêm nhiều người vơi bớt khó khăn. Để mô hình được duy trì và hoạt động hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực và phát huy vai trò làm dịp cầu kết nối yêu thương giữa người cho và người nhận, thì rất cần tinh thần đoàn kết, chung sức của những tấm lòng thiện nguyện.